Sơ đồ vòng tuần hoàn nước trên trái đất. Nước trên trái đất không nằm yên tại chỗ, mà luôn vận động từ trạng thái này sang trạng thái khác, từ nơi này đến nơi khác, tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín, gọi là vòng tuần hoàn nước. Chúng ta có thể bắt đầu vòng tuần hoàn nước từ biển và đại dương. Đây là nguồn cung cấp hơi nước chủ yếu cho vòng tuần hoàn này. Dưới tác động của bức xạ mặt trời, nước từ biển, đại dương bốc hơi và di chuyển lên cao gặp lạnh, ngưng kết tạo thành mây. Các đám mây do được bổ sung hơi nước hoặc kết hợp với các hạt nước khác nặng dần lên, thắng được lực cản của không khí và không bị nhiệt độ làm bốc hết hơi nước sẽ gây mưa ngay trên vùng biển và đại dương. Một lượng mây ở vùng biển, đại dương nhờ gió vận chuyển ngang vào trong đất liền. Chúng được bổ sung hơi nước bốc lên từ sông ngòi, ao, hồ và sự thoát hơi nước của thực vật, động vật và kể cả con người gây mưa trong đất liền. Khi mưa rơi xuống đất liền, một phần nước mưa chảy tràn trên mặt đất, rồi đổ vào sông, suối, ao, hồ. Một phần nước mưa được thấm sâu vào trong đất, rồi thấm sâu xuống cả các tầng đá bên dưới, tạo thành nước ngầm, tiếp tục theo các dòng chảy đổ ra biển, đại dương. Những đám mây chưa đủ nặng để tạo thành mưa tiếp tục di chuyển.